Mắt em cũng mờ quá. Chào chú Bình Yên, chào Đặng Ngân. Tại vì mình đang like hai tí à, rất mong là cả nhà sẽ chia sẻ, chia sẻ đến những cái hội nhóm về Phật giáo, về tôn giáo. Như cả chào cả nhà. Còn bên tay bên này cũng không đọc comment của mọi người ta. À, cũng thấy rồi nè. Rồi, nhờ các trang bay chia sẻ vào các hội nhóm về Phật Pháp nha cả nhà. Thật ra, nào giờ cũng livestream rất là nhiều. Và chưa có cái livestream nào mà nó có nhiều cảm xúc. Cả nhà có biết là có một cái livestream này thì Cúc rất là bồi hồi, nói chung là người Cúc cũng thơ thẩn cao ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cả nhà một buổi tối gia đình của mình cũng giống như gia đình của Cúc à, thật là nhiều bình an ha. Chào khoai tây. Rồi xin cái trang mà bên Giang Kim Cúc và các cộng sự á, các anh chị vui lòng share vào các cái nhóm về Phật giáo giùm Cúc với. Thứ nhất là chúng ta niệm Phật à, chúng ta nếu như đây là một cái livestream mà khá đặc biệt, có thể gọi đây là một cái livestream mà để Cúc có lại cái cảm giác của cái ngày 2 tháng 9. Chào cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ vào vấn đề nha. Vào ngày 2 tháng 9 thì Cúc có được may mắn Phật Pháp gia hộ và các hương linh đưa lối cho Cúc đón được bé. Bé tên rằng là Cúc và thầy là người đặt Giang Đặng Liên Hoa. Trước đây Cúc làm rất là nhiều thai nhi, nhưng bé là người đặc biệt nhất đối với Cúc. Bởi vì thứ nhất, lần đầu tiên một thai nhi đứng cái họ của Cúc là họ Giang. Mọi người biết họ Cúc rồi đúng không? Cúc là Giang Thị Kim Cúc. Bé được đặt bởi họ lót của mẹ, thì đề tên đầy đủ của bé là Giang Đặng Liên Hoa, pháp danh của bé là Nguyên Huệ. À, hôm nay Cúc đến với livestream đó chính là một cái sự cúi đầu xin lỗi. Cúc xin lỗi bởi vì quá là cảm xúc cho bé. Tại vì hôm đó cũng không có đứng ở một góc nhìn là một cô gái thiện nguyện nữa cả nhà, mà đứng ở góc nhìn là một người mẹ. Cho nên là có những cái cảm xúc tuy là đã control rồi. Tại vì nếu như cả nhà thấy là Cúc đi ca nào Cúc cũng đều livestream hết, ca nào cũng đều livestream cả. Nhưng mà mọi chuyện nó đến với mình, nó mình không cản được. Thì Cúc đặt ngay chút đó mình là người mẹ của bé. Bởi vì mình phải sẵn sàng họ tên mà. Cho nên là có những cái phát ngôn nó không đúng. Thứ nhất, nó không phải chuyện của mình, nó cũng không phải chuyện là cạp đội nhóm. Tự nhiên Cúc quên đi mình là ai, Cúc quên đi mình cũng chỉ là cô gái làm thiện nguyện thôi, và mình không phải mẹ ruột của con. Nhưng Cúc lỡ thì sau cái livestream đó thì rất là nhiều người có rất là nhiều luồng trái chiều về dư luận. Thì qua cái livestream này cũng xin cả nhà và các nhà hảo tâm, những người đã quan tâm và đồng đội của Cúc, quan trọng nhất là đồng đội của Cúc và thầy, hãy tha lỗi cho Cúc một lần này. Bởi vì Cúc đã đặt cảm xúc vào cái ca đó. Cúc cũng xin lỗi luôn cả người nhà. Cúc chưa có tìm hiểu sâu 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 sắc cái hoàn cảnh. Cúc rất vội vàng, Cúc nóng giận quá. Cúc thật sự luôn, hôm đó Cúc quên vị trí của mình,
là chỉ là một cái cô gái làm thiện nguyện thôi, và làm cho những cái ngày hôm nay rất là nhiều YouTube nè, TikTok nè, các mạng xã hội nè đã làm cho cái mọi chuyện nó đẩy hơi cao. Xin cả nhà đừng khắt khe với những cái ngôn từ của Cúc hôm đó. Cúc hôm nay là Cúc xin đó, coi như là nào giờ Cúc cống hiến thôi. Mọi người hôm nay mọi người tha lỗi cho Cúc, Cúc xin nhận lỗi cái phát ngôn của mình, cái cảm xúc nóng vội của mình, và Cúc cũng xin lỗi luôn cả người nhà, Cúc xin lỗi luôn cả những người tin tưởng, nhà hảo tâm, Cúc xin lỗi Phật Pháp, và Cúc cả xin lỗi cả con nữa. Tha thứ cho Cúc lần này nha. Sau này Cúc sẽ không bao giờ đặt cảm xúc như vậy nữa, không bao giờ nữa cả nhà. Thì thật ra chỉ có livestream vậy thôi, đương nhiên là Cúc sẽ không thể trả lời nhiều được. Nhưng cả nhà hãy nhớ rằng là nhóm của mình, nhóm của chúng ta, và Cúc đang coi tất cả Facebook, tất cả các anh chị ở đây chính là người nhà của Cúc. Cho nên á, Cúc hay livestream. Thật sự cái hôm đó livestream cũng rất là bất ngờ, tất cả những hoàn cảnh nó đến rất là bất ngờ và không hề biết trước cái sự việc như vậy, không hề biết, mình không biết như vậy. Cho nên xin nếu ai đó không thương Cúc, không thích những cái việc mà Cúc làm trong quá khứ, cái lỡ dại, không có thích Cúc điều gì đó, xin cả nhà hãy tôn trọng bé, hãy tôn trọng những gì đồng đội Cúc đã cống hiến. Tuyệt đối đừng cắt ghép tất cả những hình ảnh nhằm mục đích làm cho cái dư luận nó không hơn, trái chiều đi, thì cái việc thiện nguyện của chúng ta nó không có thành, chỉ có vậy thôi. Và cái thứ hai, hiện tại đó cả nhà, rất là nhiều những cái đội nhóm, những cái nhóm gọi là lừa đảo. Bây giờ từ cái ngày mà còn cái Facebook của Cúc, chẳng qua mấy bữa nay là Facebook của Cúc đang bị kiểm duyệt lại, cho nên rằng là nó bị lỗi một tí xíu thôi, thật ra là đã có rồi, Facebook của Cúc bình thường rồi, nhưng mà Cúc chưa có hoạt động tại Cúc chờ nó bảo trì này kia, chỉ vậy thôi. Tại cái lượt follow nó tăng cao cho nó bị lỗi chứ chẳng có gì cả. Thì cũng kính thưa với cả nhà rằng là Cúc chỉ có một cái Facebook tích xanh là bốn chữ nha: Giang Thị Kim Cúc. Và tất cả gần 80 con người đồng hành cả nước hết, từ Sài Gòn tới là chỉ sử dụng một số tài khoản đó thôi, là 999, là bốn số 9 đó cả nhà, và 1968, và không có một thành viên nào là đội nhóm của Cúc mà sử dụng một số tài khoản khác hết, tại vì sợ rằng là cả nhà sẽ bị lừa gạt. Chứ nếu như mà cái bạn mà lừa đó, bạn tự làm đi, Cúc sẽ sẵn sàng hậu thuẫn cho các bạn. Nhưng các bạn đừng mượn danh Cúc để mà trục lợi lên tất cả các nhà hảo tâm. Tại vì nhà hảo tâm nhiều tiền và ít tiền thì cái tình thương của họ như nhau. Xin cả nhà đừng mượn cái đó để mà làm những cái điều như vậy. Được không cả nhà? Cả nhà tha thứ cho Cúc nha. Thì hôm nay Cúc cũng báo với cả nhà rằng là hiện thì bé đã được về chùa rồi. Bé đã được hài cốt đưa về chùa. Rồi sáng thì được uống sữa luôn, uống sữa yến luôn. À, được không ạ? À? Cả nhà an tâm nha. Bé ngoan lắm, nó cảm được, cả nhà cảm được hết đó ha. Cho nên là mong cả nhà hãy gửi những cái tin, gửi những cái comment tích cực cho con, cầu nguyện cho con. Dạ, thì cả nhà chính là cái động lực để mà tiếp sức cho đội nhóm của em. Và cả nhà hãy nhớ rằng ngày hôm nay có cái tên Giang Thị Kim Cúc không phải tự nhiên, và không phải một mình em làm, mà đây là cả một ekip phía sau nữa. Các bạn bây giờ Cúc đang ngồi livestream nè, nhưng mà các bạn đang còn làm đi ca, rất là tội nghiệp. Cho nên Cúc không muốn những gì mà Cúc đẩy cảm xúc làm cho các bạn bị hỏi nhiều quá đó. Cho nên rằng là chúng ta xin kết thúc cái hoàn cảnh của bé tại đây. Chúng ta đừng truy cứu về những chuyện cũ, và chúng ta đã xong rồi, thì chúng ta là người lớn, chúng ta còn trên dương thế. Xin cả nhà, xin cộng đồng mạng hãy dừng lại chỗ này để cho con có thể đi một cách yên bình nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Cúc xin phép tắt cái livestream, bởi vì xong này nè Cúc còn phải đi ca với các bạn nữa nha cả nhà ha. Rồi cuối livestream thì Cúc cùng đội nhóm kính chúc quý bà con
Các nhất là các mẹ, mấy nay các mẹ rất là nhiều cảm xúc nè, các mẹ nè, các con thật là nhiều bình an, và chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng cái Covid này. Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái nơi mà chúng ta sinh hoạt về môi trường công việc riêng, đúng không? Nhanh thôi ha. Rồi bây giờ cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Xin chào cả nhà.